chào cả nhà quay trở lại với kênh của Chiếc Chè Bông nha. Cả nhà ơi, trước mặt chúng ta đây chính là cây cúc vạn thọ cánh xoắn cả nhà. Hoa của nó là từ 50 cho đến 100 cánh ha. Thì phải nói là hoa của nó nở bông chùm không à cả nhà, nhìn nè, cái cây nhỏ xíu mà nó nở một chùm thấy khiếp không? Cho nên là cái cây hoa mai bự mà nó nở đủ lực của nó thì chắc rất là tuyệt vời cả nhà. Nhìn nè. Trời ơi, nó giống bông vạn thọ không cả nhà? Đó ha. Mai mà giống dạng thọ luôn cả nhà, 50 cho đến 100 cánh, phải nói là hot hòn hot luôn ha. Bông của nó cái độ phùng rất là cao nha. Đó, và đặc biệt là nó nở bông chùm không. Đó, một cây nhỏ xíu vậy nè. Nè, cả nhà nhìn nè, có nụ nhỏ xíu mà gan chùm vậy nè. Quá tuyệt vời luôn rồi ha cả nhà. Đó, đây thì phải nói là cái rồi cái cánh nó xoắn xoắn giống như dạng thọ vậy, cho nên người ta kêu là vạn thọ cánh xoắn á. Đó, đây nè. Quá tuyệt vời luôn ha. Đó, ai thích sưu tầm thì alo cho em nha. Cái cúc vạn thọ cánh xoắn nha cả nhà. Đây thì cái nụ của nó thì em thấy u nằng không nè. Nó ra bông chùm như thế này không nè. Đó, một cái nụ nhỏ mà nó ra một chùm như thế này cả nhà. Rồi nó ra một cái bông bự như thế này. Và cái độ phùng rất là cao. Thì nó giống như bông vạn thọ luôn á cả nhà. 50 đến 100 cánh nha. Loại này thì cây cao chứ cũng phải 20 đến 30 cả nhà. Đó ha. Loại này cao cũng 20-30, số lượng em cũng có nhiều lắm nha. Có nhiều lắm. Ờ, nếu mà ai thích thì cứ alo cho em nha. Mở một cây như thế này thì nó quấn rễ đủ kiểu hết cả nhà. Nó quấn rễ đủ kiểu hết nha. Giá là 100 ngàn một cây. 3 cây em bao ship và 10 cây thì bên em sẽ tặng một nha. Đó, đây ha. Chính là cúc vạn thọ cánh xoắn nha cả nhà. Rồi, chúng ta sẽ đi qua bên đây. Hình như là bây giờ vườn em các loại hoa nó đều có mặt hoa hết cả nhà. Đây là cúc hoàng hậu nha. Đó, bông cũng tuyệt vời luôn. Phải nói thiệt tình luôn, bây giờ các cái loại cúc bây giờ sao mà em thấy nó rất là đẹp luôn thiệt. Hoa mai mà nó ngờ, không ngỡ nhưng nó đẹp đến như vậy luôn á cả nhà. Đó, đây là cúc hoàng hậu. Hoàng hậu thì không có cao nha, gan tay à. Đó, giá hiện 100 ngàn cây nha. Đó, 3 cây cũng bao ship. Còn nếu ta thích sưu tầm thì cây này, cây kia, cây nọ, 3 cây em vẫn bao ship luôn ha. Mỗi loại một cây em vẫn bao ship luôn. Rồi, qua bên đây. Bên đây chính là cây... một cái màu lạ nha, đó chính là màu cam. Màu cam cà rốt đây cả nhà ơi. Hoa cũng đẹp lắm, màu lạ lắm, bông thì cũng là bông chùm đó ha. Trong điện thoại nó vậy cả nhà, chứ ngoài nó là màu cam cà rốt á, rất là đẹp. Thì 80 ngàn ha, giỏ cam 80 ngàn. Nếu mà chúng ta lấy 3 cây bao ship, 10 cây tặng 1 luôn. Rồi, ai thích loại nào thì xin hãy alo bên vườn mai của Chiếc Chè Bông nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ.